Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Tiêu đại ca, đại trưởng phu ân oán phân minh. Trong lúc ta khó khăn nhất, cô nương đã giúp ta, tiến cử ta về dưới trướng của Vân Cuồng. Nếu ta không để cô chào thì ta là kẻ bất nghĩa. Nhưng ta là người phụ trách canh giữ đại môn, ăn bổng lộc của Vân Cuồng. Nếu ta để cô chào thì ta là kẻ bất trung. Trước này trùng nghĩa khó vẹn đôi đường, đây là cách tốt nhất. Thôi bỏ đi. Có lẽ duyên phận phu thê giữa ta và Hải Thiên chỉ được đến đây thôi. Tiêu đại ca, Quynh tiễn ta ra ngoài nhé. Cô nương thật sự chỉ muốn cứu Hải Thiên mà không có ý đồ gì khác chứ? Ừ. Cô ăn mặc nổi bật thế này mà trong cung rộng lớn, cô không biết đường, cô không tìm được đâu. Tử thư, sao cả ngày trời rồi vẫn chưa ra? Đừng vội, cứ đợi đã. Một mình vui vẻ, chi bằng để tất cả cùng vui vẻ. Hải Thiên, tiếng gì vậy? Bàn chạng. Chiến Dương, đánh trận cũng có công lao của chúng tôi. Vì sao chỉ có Khấu Công được vào đây ăn uống, bỏ chúng tôi ở ngoài chờ đợi? Chiến Dương, Bàn chạng là người lỗ mãn, xin Chiến Dương lượng thứ. Có vẻ là con người hào sản. Ta vẫn nhớ ngươi. Người ta gặp ở Lữ Gia Trang chính là ngươi. Đúng vậy. Người đâu? Xếp bàn. Đúng là tráng sĩ. Bản Dương, kính người một ly. Ta đang bận cuốn hết cả lên đây, ngươi dám đến đây trốn việc à? Nói, ngươi là người của cung nào? Tôi là... được rồi, đừng nói nữa. Mau đi theo ta. Nào, hai người bê bàn rượu này đi. Hai người đi theo ta. Bê cái này nữa, cái này nữa. Nhanh lên, tháo vát lên. Cẩn thận, đây là món ăn Chiến Dương thích nhất đấy. Tẩy chân dụng về. Này, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau bê đồ ăn lên đi. Để muộn giờ, Chiến Dương trách tội đấy. Chúng ta không ai thoát được đâu, nghe rõ chưa? Trần đại ca, Quynh vẫn khỏe chứ? Ta cứ nghĩ rất nhiều năm sau gặp lại, câu đầu tiên muội nói với ta là gì? Không ngờ lại là hỏi ta có khỏe không. Vậy muội nên nói gì? Quynh còn muốn muội nói gì nữa? Chúng ta đã không còn gì của nhau nữa rồi. Vậy muội còn đến đây làm gì? Muội đến đây cầu xin huynh tha cho tướng công muội Hải Thiên. Phải. Muội vì hắn mà quỳ xuống cầu xin ta. Phải. Nếu ta cứ muốn giết hắn thì sao? Vì sao? Muội còn không biết vì sao ư? Người quên lời hứa không phải là muội. Sao huynh lại bắt muội chịu đựng tất cả? Không phải muội, lẽ nào là ta? Muội đã thành thân với Hải Thiên rồi, còn ta như thằng ngốc chờ đợi muội, đợi đến ngày nàng quay lại tìm ta. Ta vẫn còn nhớ như in lời thề xây dựng giang sơn cho người con gái ta yêu. Đúng, muội đã thành thân với Hải Thiên, nhưng đó là điều bất đắc dĩ. Muội không đồng ý thì ai dám ép muội? Diệu Qua bây giờ đã là thê tử của Chân đại ca, nếu mình nói ra chuyện lúc đó, chắc chắn sẽ khiến phu thê họ xảy ra mâu thuẫn. Trần Đại Dương muốn muội vào cung, đó là kế tạm thời. Muội và Hải Thiên chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Bao năm nay muội vẫn đi tìm huynh. Một mình muội từ Quyển Khấu đến Hoài Âm, lại từ Hoài Âm đi đến Lâm Dương. Khi muội tìm được huynh, huynh đã lấy Diệu Qua rồi. Thật vậy à? Hôm đó muội ở Thập Lý Đội đợi huynh cả một đêm, nhưng huynh không đến. Đêm đó là đêm tân hôn của huynh, huynh làm sao đến được chứ? Huynh quên muội rồi. Sai rồi, sai rồi. Tất cả sai hết rồi. Đêm đó bọn họ không đưa đao cho ta. Ngày hôm sau khi ta trở về, muội đã không còn ở đó. Có lẽ duyên phận của chúng ta hết rồi. Ai nói vậy? Quá muộn rồi. Chẳng phải bây giờ ta đang ôm muội đây sao? Muội đã là người của Hải Thiên rồi. Ta không quan tâm, nhưng muội quan tâm. Kiếp này chúng ta không có duyên đến với nhau, để đến kiếp sau vậy. Ta không muốn đợi đến kiếp sau, ta muốn bây giờ. Muội sợ thiệt cho Hải Thiên đúng không? Ta có thể nhường dương vị cho Hải Thiên. Ta không cần gì, chỉ cần muội thôi. Giữa chúng ta không chỉ có Hải Thiên, còn có Diệu Qua nữa. Nếu hạnh phúc của chúng ta phải đổi lại bằng bất hạnh của người khác, muội không cần hạnh phúc. Vậy nỗi bất hạnh của chúng ta thì sao? Quynh còn yêu muội không? Quynh còn yêu muội không? Ta tất nhiên còn yêu muội. Tình yêu này không thể vì chúng ta không được ở bên nhau mà mất đi. Mãi mãi không bao giờ. Muội cũng vậy. Có lẽ nắm tay xong muội sẽ phải đi. Hai người yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau. Chỉ cần Quynh nghĩ đến muội, lòng Quynh sẽ ấm lại. Muội nhớ đến Quynh, lòng muội cũng sẽ ấm lên. Muội chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lạc Nhi, muội đang nói gì vậy? Ta không muốn muội đi. Ta muốn được ở bên muội. Muội cầu xin Quynh, tha cho tướng công muội. Lạc Nhi, nàng nhẫn tâm thật sao? Cô nói gì với Dân đại ca? Diệu Qua, ta hỏi cô nói gì với Dân đại ca? Cô nghĩ ta nói gì chứ? Ta nói cho cô biết, ta không dễ gì mới có được tất cả. Ta không để người khác cướp mất của ta đâu. Hồi nhỏ, quần áo ta có thể nhường cô, tình yêu của cha mẹ ta có thể nhường cô, thậm chí ngôi vị hoàng hậu bây giờ ta cũng có thể cho cô. Nhưng Dân Cuồng, ta không thể nhường cho cô được. Ta yêu Quynh ấy. Ta yêu Quynh ấy hơn cả cô. Vậy thì cô hãy sống thật hạnh phúc. Ta nói rồi, ngày cô xuất giá, ta chỉ mong sao cô sống hạnh phúc. Nếu cô muốn ta hạnh phúc thì cô biến mất đi. Ta đã là thê tử của Hải Thiên. Cô yên tâm đi, ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Vậy cô còn đến đây làm gì? Đến để nói xấu ta? Nói với Dân Cuồng ta xấu xa, đê tiện thế nào ư? Không, ta đến tìm Dân Cuồng là vì tướng công của ta. Ta không muốn Dân Cuồng vì hiểu lầm mà sát hại tướng công ta. Cô yên tâm, ta không hề nhắc đến những gì đã qua, bởi vì cô là muội muội của ta. Cô cam tâm gả cho Hải Thiên ư? Ta đã là người của Hải Thiên rồi. Được, ta sẽ giúp cô. Ta không muốn cô trở thành quả phụ rồi quay lại đây tranh cướp Dân Cuồng với ta. Mang rượu ra đây. Bản Dương hỏi lại ngươi một câu. Ai là vua? Chiến Dương là vua. Người quyết định tất cả. Y phục của Khấu Công ướt rồi. Đại ca, huynh say rồi. Ta không sao. Còn không đi thì sẽ mất mạng đấy. Các vị, Khấu Công uống say rồi. Chúng tôi xin cáo lui. Chiến Dương, Khấu Công, yến tiệc đang vui, Khấu Công cáo lui thế này có vẻ không hay lắm. Tiền lão tiên sinh, ông có vẻ không hiểu đạo lý rồi. Có những thứ có thể nhịn được, nhưng có những thứ không thể nhịn được. Người sống mà nhịn tiểu thì sẽ chết. Chúng ta đi. Chiến Dương, sao người lại thả hổ về rừng? Xin Chiến Dương cho quân lính đi thủ tiêu Hải Thiên. Nếu không... Tiền lão tiên sinh, cho Bản Dương chút thời gian đi, để Bản Dương suy nghĩ. Chiến Dương, một mình uống rượu sao không gọi thiếp? Sao nàng biết ta ở đây? Thiếp không chỉ biết đại chương ở đây, mà còn biết trong lòng người đang nghĩ gì nữa. Sao nàng biết trong lòng ta đang nghĩ gì? Một người nếu thực sự quan tâm người khác thì có gì khó đâu. Nàng nói đi. Chiến Dương không muốn giết Hải Thiên, nhưng lại sợ Tiền lão tiên sinh dùng cái chết để ép. Sau khi thúc phụ qua đời, Tiền lão tiên sinh luôn ở bên ta chăm nom cho ta. Danh là quân thần, nhưng thực ra chẳng khác gì cha con. Ông ấy luôn gọi ta là Dân Nhi, chứ không gọi là Chiến Dương. Ta cũng không trách ông ấy. Chiến Dương đừng lo. Nàng có cách gì à? Tiền lão tiên sinh muốn đại dương giết Hải Thiên, chỉ vì sợ sau này Hải Thiên có cơ hội tranh giành thiên hạ với người. Chỉ cần chúng ta cho hắn đến nơi khổ ải, bắt hắn cả đời không được quay lại Trung Nguyên, chẳng phải cũng như giết hắn sao? Hải Thiên là công thần, phải đi biên cương không hay, thay cách gọi khác là được. Chẳng phải Chiến Dương từng giao ước với hắn, người nào bình đô trước, người đó làm dương sao? Bây giờ Hải Thiên vào bình đô trước, đại dương có thể nhân cơ hội này phong cho hắn làm dương, coi dùng đất nghèo khó là phần lãnh thổ phong cho hắn. Thứ nhất, tránh người đời dị nghị. Thứ hai, không sợ Hải Thiên tạo phản. Đại dương thấy sao? Nhưng Tiền lão tiên sinh... Đại dương, việc đó cứ giao cho thiếp. Nương nương, nương nương giá đáo, không nghênh tiếp từ xa, xin nương nương thứ tội. Tiền lão tiên sinh đừng khách khí. Nương nương, hôm nay tới đây không biết có gì chỉ giáo. Không có gì là chỉ giáo cả, nhưng ta nghe nói hôm qua Chiến Dương làm Tiền lão tiên sinh nổi giận. Hôm nay ta đến đây thay Chiến Dương xin lỗi Tiền lão tiên sinh. Không dám. Quân là quân, thần là thần. Chiến Dương đối với lão phu thế nào cũng đúng. Lão phu không dám nhận hai chữ xin lỗi. Không có gì sai, nhưng hai chữ quân thần là đối với người ngoài. Chiến Dương thường nói Tiền lão tiên sinh không khác gì người cha thứ hai của Chiến Dương. Đợi sau khi Chiến Dương đăng cơ, sẽ tôn xưng Tiền lão tiên sinh làm Á Phụ. Thật vậy à? Lão phu thật sự không dám nhận. Tiền lão đừng khiêm tốn nữa. Theo ta, Tiền lão tiên sinh xứng đáng với tôn xưng đó. Đã là người một nhà rồi, ta cũng không nói xa nói gần nữa. Chiến Dương có ý muốn phong Hải Thiên làm dương, cho hắn đến đất Thục. Thứ nhất là đoạn tuyệt liên hệ giữa hắn với Trung Nguyên, diệt luôn giả tâm của hắn. Thứ hai, cũng có thể... Nương nương, nếu đây là ý của Chiến Dương, thì lão phu nghĩ Chiến Dương sẽ đích thân nói với lão phu. Hơn nữa lão phu thấy từ cổ chí kim, hậu cung không nên can dự triều chính. Ý của Tiền lão tiên sinh là nếu chuyện này để Chiến Dương đích thân nói với ông, thì lão phu cũng không đồng tình. Bởi nếu không diệt trừ Hải Thiên, hậu quả khôn lường. Xin hỏi nương nương, tại sao nương nương cho rằng không nên tiêu diệt Hải Thiên? Nương nương, tệ xá của lão phu xem ra nương nương không thích hợp ở đây. Lão phu cung tiễn nương nương. Cha! Cha! Tiền tiên sinh, Bản Dương đã quyết định phong Hải Thiên làm dương, mãi mãi ở đất Thục giúp Bản Dương khai quang. Dân Nhi, Bản Dương biết tiên sinh muốn nói gì, nhưng Bản Dương chỉ tin mình thôi. Cũng giống như khi có người báo với Bản Dương Tiền tiên sinh sai người đi hành thích Diệu Qua, Bản Dương cũng không tin. Bởi vì Bản Dương biết tất cả những gì Tiền tiên sinh làm đều là muốn tốt cho Bản Dương. Nhưng Bản Dương là Chiến Dương, là quân dương, nên có chính kiến của mình, đúng không? Cho dù Hải Thiên có giả tâm đi nữa, ta cũng không muốn giết hắn. Chân Nhi, con đã lớn rồi, lão phu không giúp gì được cho con nữa. Nhưng trước khi lão phu ra đi, có câu này phải nói với con, mong rằng Chân Nhi sẽ nghe theo ta. Tiền tiên sinh cứ nói, hãy phái Trương Cát đóng quân ở gần đất Thục, ngộ nhỡ Hải Thiên binh biến thì còn có phòng bị. Chuẩn tấu, tạ đại chương, lão phu cáo từ. Gần đây Tiền tiên sinh cũng vất vả rồi, hãy ở trong thành nghỉ ngơi một thời gian. Bản Dương sẽ thường xuyên đến thăm tiên sinh. Dân Chiến Dương, vợ chồng Hải Thiên tới. Thần tham kiến Chiến Dương. Hải Thiên, vừa rồi tất cả đại thần đều đến đây cầu xin ta một việc. Bọn họ đều nói ngươi có giả tâm bất thần, muốn Bản Dương hạ chỉ giết ngươi. Vậy Bản Dương giết thần đi. Vì sao? Thiên hạ mới định, việc gì cần làm thì phải làm ngay. Bây giờ việc cần làm là cho bách tính được thái bình, chứ không phải là tiếp tục giết chóc. Nếu như Hải Thiên chết mà Chiến Dương chuyên tâm trị quốc, Hải Thiên chết cũng không hận. Bản Dương không tin một chữ ngươi nói. Nhưng Bản Dương vẫn không giết ngươi. Ngươi có biết vì sao không? Vì Bản Dương không hề coi trọng ngươi. Giết ngươi hay không giết ngươi chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên thần không dám làm đối thủ của Chiến Dương. Hải Thiên nghe phong, Bản Dương mệnh cho ngươi làm chủ thượng, ngay lập tức đến đất Thục nhậm chức, không được chần chừ. Thần tuân chỉ. Lui ra đi. Tạ Chiến Dương. Thần cáo lui. Tham kiến Chiến Dương. Nương nương chúng tôi có lời mời Hải phu nhân. Ta đợi nàng ở ngoài. Hải phu nhân, xin đi theo tôi. Nương nương, Hải phu nhân đến rồi. Nương nương, tỷ có biết vừa rồi muội nghĩ gì không? Muội nhớ đến hồi chúng ta còn nhỏ, lần nào cũng là tỷ bảo vệ muội, lần này là muội bảo vệ tỷ. Đa tạ nương nương. Muội nghe nói đất Thục rất khắc nghiệt, tỷ hãy bảo trọng thân thể. Cái này tỷ hãy giữ lấy, đến khi trời lạnh sẽ cần dùng đến nó. Lát nữa muội sẽ cho người mang đến. Đi. Ông trời thật hay trêu đùa người ta. Trước đây khi còn ở cùng nhau, muội luôn muốn tách ra khỏi tỷ, không muốn sống với cái bóng của tỷ. Nhưng nháy mắt một cái lại đã phải xa nhau rồi. Trong lòng muội thật sự không nỡ. Tỷ thấy có buồn cười không? Trước đây muội từng hận tỷ, từng oán tỷ, thậm chí từng hại tỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là muội không yêu tỷ. Những ký ức của chúng ta lúc còn nhỏ, dù xóa thế nào cũng không thể xóa được. Tỷ tỷ, tỷ có lời gì muốn dặn dò muội không? Tỷ tỷ sắp đi rồi, chắc phải có lời muốn nói chứ. Trên đời này muội đã không có người thân thích. Tỷ tỷ có rất nhiều lời muốn nói với muội, nhưng chẳng hiểu vì sao không thể nói thành lời. Nếu nói dặn dò thì Diệu Qua, hôm nay muội đã là quốc mẫu thiên hạ rồi. Ngoài trách nhiệm của một thê tử ra, muội còn có trách nhiệm của một quốc mẫu. Sự tồn vong của một quốc gia phải xem quân vương có lòng nhân ái hay không. Một quân vương có lòng nhân ái, ngoài việc bản thân phải tu tâm dưỡng tính, thì sự khuyên bảo của người bên cạnh cũng rất quan trọng. Nam nhi thay đổi thiên hạ, nữ nhi thay đổi nam nhi, đây là quy luật ngàn đời rồi. Chiến Dương là người hấp tấp, Quynh ấy cần có một người ở bên cạnh để khuyên bảo. Diệu Qua, muội muội tốt của ta, trong tay muội bây giờ không chỉ là người đàn ông muội yêu, mà còn là sự an nguy của cả một quốc gia. Trách nhiệm của muội rất lớn. Muội hiểu. Muội sẽ cố gắng. Hiểu thì tốt rồi. Tỷ phải đi rồi. Tướng công của tỷ đang đợi ở ngoài kia. Tỷ tỷ, có một người cũng muốn cáo biệt tỷ. Chiến Dương, Chiến Dương xin tự trọng. Thật không ngờ nàng đứng ngay bên cạnh, mà khoảng cách giữa chúng ta lại xa như vậy. Lạc Nhi, đi dạo cùng ta một vòng được chứ? Ta muốn nàng ngắm nhìn giang sơn ta đã gây dựng cho nàng, còn cả những cố gắng của ta nữa. Chiến Dương này để làm gì đây? Giữ phu nhân của chúng ta lâu như vậy. Không phải Chiến Dương mà là nương nương. Họ sống với nhau từ nhỏ tới lớn, Tất nhiên là có nhiều điều muốn nói rồi. Đủ rồi đại ca, sao đại ca lại tin được chứ? Để nghe nói trước đây Chiến Dương và nương nương của chúng ta bạn dạng ngậm miệng lại. Bây giờ Khấu Công đã là chúa thượng rồi, ngươi còn không cẩn thận cái miệng, có ngày ta đánh ngươi 30 trượng đấy. Có đánh ta cũng phải nói, ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho đại ca thôi. Cái gì mà nương nương triệu kiến chứ? Hai người đàn bà có gì mà nói nhiều thế? Rõ ràng là mượn cớ. Kia kìa, thế nào, ta nói không sai chứ? Đại ca, nhìn đi. Cũng chẳng sao cả, chỉ là ôm lại chuyện cũ thôi. Các ngươi đừng nói bừa nữa. Nói nữa là ta giận thật đấy. Này, ngươi không nói ít gì được vài câu à? Ta muốn đào một hồ nước ở đằng kia. Khi ta đánh trận, thường nằm mơ thấy nàng ngồi ngắm hồ nước trong giường qua đào, nhìn ta cười, trông rất đẹp. Muội tưởng tượng dáng vẻ Diệu Qua ngồi đánh đùa ở đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Có lẽ bên cạnh cũng xây thêm một hồ nước nữa. Như vậy mùa hè, Chiến Dương, ta thích nàng gọi ta là Chân đại ca hơn. Chân đại ca, muội có mấy lời chắc chắn Quynh không muốn nghe, nhưng bây giờ muội sắp phải đi rồi. Muội muốn nói những lời từ đáy lòng. Muội nói đi, ta nhất định nghe. Trên đường muội đến Lâm Dương, nghe nói quân nhà họ Vân tàn sát khắp nơi. Ta muốn xây dựng uy tín, nên phải dùng cách nhanh nhất để đánh đến Lâm Dương. Nếu không như vậy, làm gì có thành lũy nào không đánh mà tự đầu hàng. Quynh còn chôn sống 20 vạn đại quân Trần Quốc. Tuy là quân đầu hàng, nhưng có đến 20 vạn. Đó là một sự uy hiếp. Lương thảo cũng không đủ để nuôi nhiều quân như vậy. Chết là cách giải quyết tốt nhất. Chiến tranh là như vậy. Bách tính có tội gì? Người già có tội gì? Trẻ em có tội gì chứ? Những binh sĩ kia họ cũng là bách tính. Quynh cứ giết chóc như vậy, có khác nào bảo quân không? Ta chỉ muốn dùng cách nhanh nhất để đánh Lâm Dương thôi. Còn những chuyện khác ta không quan tâm. Quynh làm vậy sẽ mất lòng dân. Ai cũng nói như vậy, cả nàng cũng nói như vậy. Chiến Dương đã không muốn nghe, vậy thiếp xin cáo từ. Lạc Nhi, nàng có biết vì sao tao vội đánh đến Lạc Dương không? Là đến Lữ Gia Trang tìm nàng, nhưng họ nói nàng tiến cung rồi. Đại Dương đã chết, ta sợ họ bắt nàng chôn theo. Lạc Nhi, ta biết có rất nhiều chuyện ta làm không được tốt, nhưng không ai ngăn được ta cả. Bản thân ta cũng không ngăn được mình. Ta cầu xin nàng đừng đi, ở lại bên cạnh ta, can ngăn ta, ta sẽ nghe lời nàng. Nàng làm người khuyên ngăn ta được chứ? Những ngày tới sẽ rất dài. Muội tin Quynh nhất định sẽ gây dựng được một thiên hạ thái bình. Muội sẽ luôn cầu chúc cho Quynh. Quynh sẽ là một Chiến Dương tốt. Lạc Nhi, muội nói xong rồi, muội phải xuất cung đây. Nói vậy, thời gian sao ngắn ngủi như vậy? Chiến Dương, tướng công muội vẫn đang đợi muội. Lạc Nhi, Miếng ngọc bội này vốn dĩ trên người nàng, nàng hãy giữ lấy nó. Mong sao nàng sẽ được hạnh phúc. Chiến Dương, Tô Trí có việc bẩm báo. Chuyện gì? Hung nô nhân cơ hội nước ta loạn trong, ở biên cương giết người cướp bóc không ngừng. Tô Trí cho rằng phải phái binh lính đến đó thảo phạt ngay. Lạc Nhi đã nói không muốn ta giết người liên miên. Ta thấy nên chỉ hoài chi quý. Chiến Dương, chuyện này liên quan tới tôn nghiêm quốc gia. Chuyện này nói sao đi. Bản Dương có chuyện không vui, không muốn nghĩ. Còn nữa, lũ lụt ở Hồ Nam, nạn châu chấu ở Giang Tây, đủ rồi, đủ rồi. Có chuyện gì cứ tìm tiền lão tiên sinh. Chiến Dương, tiền lão tiên sinh đã cáo lão về quê rồi. Tô tiên sinh, chuyện này giải quyết sao đây? Người hỏi ta biết hỏi ai đây? Xem ra đã đến lúc ra quyết định rồi. Ý của Tô tiên sinh là... Bạn tướng quân, giữa phu nhân và dân cuồng có chuyện mờ ám thật à? Chuyện này ta chỉ nói với một mình Bành Triệt, sao cô lại biết? Ta còn có việc, ta đi trước đây. Này, làm cái gì thế không biết? Khó hiểu. Đại ca, ngươi vừa nói gì? Kẻ nói lời sằng bậy mê hoặc dân chúng, chết đi. Đại ca, Quynh làm gì vậy? Tránh ra. Đại ca, ngươi tránh ra cho ta. Ta dám làm dám chịu. Đại ca, nữ nhân bất trinh là nỗi ô nhục lớn nhất của nam nhân. Ta thấy nhục thay cho Quynh. Nếu Quynh thấy ta đáng chết thì hãy giết ta đi. Được, ta sẽ giết kẻ nói lời sằng bậy như ngươi. Đại ca, chuyện gì vậy? Nàng hỏi hắn đi. Không sai, lời đó là do ta nói ra. Phu nhân và dân cuồng quan hệ mờ ám. Đại ca, đó là sự thật. Chúa thượng, người vì chuyện này mà giết Bàn Dạng sao? Lẽ nào còn chưa đủ à? Người giết Bàn Dạng chẳng khác nào người nói với mọi người rằng thiếp và dân cuồng thực sự có quan hệ mờ ám. Tất cả mọi người hãy nghe đây. Phu nhân là người mà Hải Thiên ta yêu nhất trên đời này. Ta tin phu nhân, yêu phu nhân, tôn trọng phu nhân. Mọi người phải đối xử với phu nhân như đối xử với ta. Nếu có kẻ nào dám đơm đặc bịa chuyện, ta tuyệt đối không dung tha. Dạ. Bàn huynh đệ, đứng dậy đi. Không sao chứ? Chúa thượng chỉ nhất thời không kiềm chế được thôi. Huynh đừng trách chúa thượng. Ta nói cô như vậy, cô không trách ta à? Ta trách gì Quynh chứ? Trách Quynh quá trung thành với tướng công ta ư? Xin lỗi phu nhân, là Bàn Dạng lỗ mãn. Bàn Dạng xin phu nhân thứ tội. Nào, chàng thử xem. Xem ra vai hơi rộng rồi, tay áo cũng có vẻ hơi dài. Để thiếp sửa lại. Không cần đâu. Chàng ngồi ở đây cả ngày trời, có phải định hỏi thiếp giữa thiếp và Vân Cuồng đã xảy ra chuyện gì? Thiếp nói có đúng không? Vậy giữa thiếp và Vân Cuồng liệu có thể xảy ra chuyện gì đây? Không có. Nàng thật là, ta tin tưởng nàng như vậy, sao lại hỏi nàng những câu hỏi đó được? Khẩu thị tâm phi. Xin lỗi phu nhân, lần sau ta không dám nữa. Không dám thật chứ. Đại ca, để làm gì vậy? Không thông báo mà tự dưng xông vào, có biết thế nào là phi lễ vật thị không hả? Tử đại ca, có chuyện gì? Tô tiên sinh tới rồi. Tô tiên sinh, trong buổi yến tiệc được tiên sinh cứu giúp, vô cùng cảm kích. Tiểu Dương đang chuẩn bị tới thăm tiên sinh, không ngờ tiên sinh lại đi trước một bước. Đại giá quan lâm, mời vào. Chúa thượng không cần đa lễ. Tô Trí hôm nay đến đây chỉ là muốn nói chuyện riêng với chúa thượng. Không biết chúa thượng có cho phép không? Tất nhiên rồi. Được. Mời, mời. Chúa thượng, ta sẽ quay lại ngay. Chúa thượng. Không sao chứ. Chúa thượng. Không sao chứ. Xem ra vừa rồi chúa thượng có đôi phần sợ hãi. Không có. Lẽ nào chúa thượng không sợ rơi xuống vực? Ta tin tiên sinh. Được lắm. Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Quả thật là người thẳng thắn. Đây là nơi cao nhất ở Lâm Dương. Lên cao nhìn rộng, đúng là cảnh tượng rất khác. Và người đứng ở địa vị cao không có nhiều, đôi khi thậm chí chỉ có một người. Chúa thượng liệu có chịu được sự cô đơn này không? Đôi khi sự cô đơn có thể coi là một kiểu hưởng thụ. Nếu cả đời này thì sao? Tiền trung cáo lão về quê. Vân Cuồng không phải người có thể trị quốc. Tuy rằng thay triều đổi đời rồi, nhưng dân chúng vẫn phải sống những ngày khổ cực. Ý của Tô tiên sinh là khẩn cầu Chúa Thượng vì hạnh phúc của muôn dân. Ta chỉ cần Chúa Thượng có tâm, chúng ta có thể chờ đợi thời cơ. Chỉ có điều, con đường đế vương này, tuy rằng người người đều ham muốn, nhưng đường đầy chông gai, khó khăn chồng chất. Chúa Thượng không hối hận chứ? Đại trưởng phu phải làm chuyện đại sự. Hải Thiên, xin được tiên sinh chỉ giáo. Được. Chúa Thượng mới đến đây, nên hãy nắm vững địa hình hiểm trở nơi này. Tạm thời hãy loại bỏ cảnh giác của Vân Cuồng đi đã. Sau đó hãy âm thầm tích lương luyện binh, đợi thời cơ chín mùi rời khỏi đây, tấn công bất ngờ. Đây là... con đường mòn này là lối duy nhất để ra vào vùng này. Thiên hạ rất ít người biết được. Tiểu Chương hiểu rồi. Đến khi đó có thể tấn công bất ngờ. Tô tiên sinh quả là cao thâm. Chi bằng hãy ở lại đất Thục cùng Tiểu Dương. Ta là người của Đại Dương, ở lại đây không tiện, nhưng ta sẽ tìm cơ hội về dưới trướng của Chúa Thượng. Thiên hạ giao cho Chúa Thượng. Tô Triết tái tạ. Tô tiên sinh đứng lên đi. Đứng lên đi. Bên ngoài gió to, nàng cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh. Để nhìn xem, vượt qua ngọn núi này qua bên kia, chúng ta sẽ nghỉ một lát. Lạc Nhi, không sao chứ? Không sao. Ngày mai là đến đất Thục rồi. Đường núi hiểm trở khó đi. Nếu nàng không chịu được, chúng ta hãy nghỉ vài ngày. Không cần đâu, muội không sao mà. Thật chứ? Vậy thì được. Ta ra đằng này một lát, có gì cứ gọi ta nhé. Lạc Nhi, tỷ không sao chứ? Trên đường đi tỷ nôn suốt. Hay để muội đi vào thôn trước mặt tìm đại phu cho tỷ nhé. Không cần đâu, ta không có bệnh gì. Ta... có tin vui. Có tin vui. Đây là chuyện tốt, để muội đi nói với mọi người. Không, đừng nói. Ta không muốn mọi người vì ta mà làm lỡ chuyến đi. Mọi người mang theo nhiều gạo như vậy, bây giờ đang tiết lập xuân, nếu để lỡ mất mùa gieo trồng thì tổn thất rất lớn. Nhưng không sao, ta chịu được mà. Được rồi, vậy ta sẽ giúp tỷ giữ bí mật. Nhưng có một điều ta phải nói với tỷ. Nghe người già nói, phụ nữ mang thai có một điều vô cùng quan trọng là gì? Trong khi mang thai không được quan hệ vợ chồng, nếu không sẽ dễ sảy thai lắm. Thật à? Đừng nhìn nữa, đi thôi. Hỷ Băng, cô đã bao giờ nghĩ tới chuyện chung thân đại sự của mình chưa? Chuyện đó để mấy năm nữa hẳn nói. Cô thấy Tử đại ca thế nào? Tuổi trẻ tài cao, hơn nữa lại rất tốt với cô. Quynh ấy cũng được, nhưng Quynh ấy không phải mẫu người muội thích. Vậy cô thích người như thế nào? Muội không nói đâu. Sao Quynh lại đến đây? Ta đi nhặt củi. Vậy thì Quynh cứ từ từ mà nhặt củi nhé. Ta đi đây. Thích cô nương. Có chuyện gì? Cô nương thích ta không? Cô nương thích ta chứ? Quynh làm sao? Rốt cuộc Quynh muốn nói gì? Lạc Nhi còn đang đợi nước ta mang về. Ta thích cô. Thì sao? Ta muốn hỏi cô có được không? Thật chứ? Quynh thích ta là chuyện của Quynh, đâu có phải chuyện của ta. Sao ta cấm được Quynh đây? Vậy chúng ta... Ta là ta, Quynh là Quynh. Nếu muốn nói chúng ta... Thì sao? Chuyện sau này làm sao ta biết được? Vậy bó hoa này... Kệ bó hoa này, cẩn thận về muộn sẽ bị Hải Thiên đại ca mắng đấy. Dân đại ca, tuy rằng bây giờ muội đã cách Quynh rất xa, nhưng muội vẫn luôn nghĩ về Quynh như trước đây, giống như nghĩ về tất cả những người thân của muội vậy. Quynh biết không, muội sắp được làm mẹ rồi. Muội chưa từng nghĩ khi mang thai một sinh linh trên người sẽ có cảm giác như thế nào. Bây giờ muội hiểu rồi. Đó là cảm giác hạnh phúc. Hy vọng rằng Quynh cũng sẽ có được hạnh phúc như muội. Nếu một ngày Quynh bỗng dưng phát hiện sinh mạng của mình đang được tiếp nối, dòng máu của Quynh đang được lan truyền, Quynh sẽ biết được thực ra hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Lạc Nhi, đường hiểm trở khó đi, chàng chuẩn bị tới đâu rồi? Cũng gần xong rồi. Chàng làm gì vậy? Lạc Nhi, nàng rất đẹp. Trong khi mang thai không được quan hệ vợ chồng, nếu không rất dễ sảy thai. Sao vậy? Thiếp không được khỏe. Chàng đi đâu vậy? Đi ra ngoài hít thở không khí. Tất cả là tại con chưa ra đời, là mẹ đắc tội với cha con rồi. Sau này con phải nghe lời cha mẹ đấy. Đừng làm ồn nữa. Lão đại, lão đại. Sao lại tự làm mình đau vậy? Quynh có đau không? Không sao. Vì người con gái không yêu mình, Quynh làm như vậy có đáng không? Cô ấy là bạn của cô. Sao cô lại nói như vậy? Bởi vì muội yêu Quynh. Làm cái gì vậy? Muội làm vậy thì sao chứ? Muội dám yêu dám hận. Có gì sai? Chỉ có loại đàn bà cho chồng mình cắm sừng thì mới đáng xấu hổ thôi. Người nói cái gì? Nói lại đi. Lạc Nhi mang thai rồi. Quynh không biết sao? Một người phụ nữ mang thai với chồng mình phải là chuyện mừng mới đúng. Vậy mà cô ấy lại không nói với Quynh. Câm miệng. Câm miệng lại cho ta. Giết đi. Chết dưới tay Quynh ta cũng không tiếc. Ít ra cả đời này Quynh sẽ nhớ tới ta. Ta ghét Quynh, trong mắt chỉ có cô ta. Ta ghét. Không phải Quynh muốn giết ta sao? Sao Quynh không ra tay? Lẽ nào là Quynh mềm lòng? Nếu Quynh không yêu muội từ cái nhìn đầu tiên thì Quynh cũng có thể dần dần yêu muội. Hãy tự trọng. Quynh rốt cuộc có phải đàn ông không? Lạc Nhi, có phải cô nói với Quynh ấy ta có thai rồi không? Không, không có. Nhìn điệu bộ cô chắc chắn là nói với Quynh ấy rồi. Muội thật sự không có mà. Nếu tỷ không tin muội thì đừng nói gì với muội nữa. Đi thôi. Mọi người cẩn thận, đi theo ta. Chàng sao vậy? Nàng mang thai là chuyện lớn. Sao lại không nói gì với ta? Nàng còn coi ta là chồng không? Hóa ra là vì chuyện đó à? Thiếp biết ngay là Hỷ Băng không giữ mồm giữ miệng mà. Thiếp không nói với chàng là vì không muốn để lỡ chuyến đi. Chúng ta mang theo nhiều hạt giống thế này, nếu để lỡ mất mùa gieo trồng chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nàng không nói với ta là vì những hạt giống đó thật à? Vậy chẳng lẽ còn gì chuyện khác nữa à? Hay quá, ta sắp làm cha rồi. Thả thiếp xuống. Cung hỷ chúa thượng, cung hỷ chúa thượng. Ta sắp làm cha rồi, cung hỷ chúa thượng. May quá, nó vẫn chưa vỡ. Quynh lại sao vậy? Sắp làm cha rồi mà mặt mũi sao nghiêm nghị vậy? Thiếp không muốn con chúng ta như chàng đâu. Chiến Dương sao lại không thượng triều? Đúng đó, thế này là thế nào? Sao lại không thượng triều nữa? Tại sao lại không thượng triều? Đã 1 tháng rồi đấy. Bệnh tình Chiến Dương thế nào rồi? Nô tài không biết. Thật ra nô tài cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy Chiến Dương. Hả? Quân hung nô khai chiến ở biên giới, Tiền lão tiên sinh lại cáo lão về quê. Trong triều còn bao nhiêu việc đợi Chiến Dương giải quyết. Bây giờ làm thế nào đây? Mọi người chia nhau ra tìm Chiến Dương về đây rồi hãy nói. Ông nói xem, Chiến Dương cứ trốn tránh chúng ta, chúng ta làm sao mà tìm được? Không thấy ghi chép xuất cung, tức là vẫn ở trong cung. Hoàng cung lớn như vậy, cứ sai nhiều người đi tìm, thể nào chẳng thấy. Được, đi thôi. Tô tiên sinh, ông nghĩ cách gì đi? Hãy xem ý trời thế nào đã. Vậy tôi theo ông. Không biết Chiến Dương đi đâu nữa. Chiến Dương. Tham kiến Chiến Dương. Tiêu Quy, người nói xem phiền não của con người có thể giống như những hòn đá này, cầm lên rồi vứt đi có được không? Chiến Dương, trong triều có chuyện lớn, quần thần đang đi tìm người, xin người hãy quay về đại điện. Hoàng cung lớn như vậy, đến một nơi yên tĩnh cũng chẳng có. Chiến Dương, quân hung nô đã tuyên chiến với chúng ta, người không lo lắng chút nào sao ạ? Người đã từng yêu ai chưa? Chưa từng. Vậy thì ngươi không hiểu được cảm giác trái tim vụn vỡ rồi. So với cảm giác đau khổ đó, chiến tranh chẳng là gì. Người không xứng làm Chiến Dương. Quân vương của một nước phải coi trọng lê dân trăm họ, chứ không phải vì một người con gái mà không thèm quan tâm tới an nguy của Giang Sơn xã tắc. Chiến Dương, nếu người không dám đối mặt, xin hãy hạ chỉ để Tiêu Quy dẫn binh đi bình định quân hung nô. Vô lễ, không sợ ta giết ngươi à? Giết Tiêu Quy dễ như trở bàn tay, chuyện tiêu diệt quân hung nô không thể chần chừ. Chiến Dương tâm trạng lại không vui à? Ngồi xuống đi. Bản Dương muốn hỏi nàng một câu. Nàng thấy ta có xứng với danh hiệu Chiến Dương không? Sao Chiến Dương lại hỏi như vậy? Hôm nay có người nói Bản Dương không xứng với danh hiệu đó. Kẻ nào lại dám đại nghịch bất đạo như vậy? Chiến Dương là bậc nam tử hán đại trượng phu nhất thiên hạ. Trên đời này ngoài người ra chẳng có ai xứng hết. Nàng nói lại đi. Trên đời này ngoài người ra chẳng có ai xứng với danh hiệu đó cả. Bản Dương là Chiến Dương Tiết Quốc. Chỉ có Bản Dương mới làm cho thiên hạ thái bình. Bản Dương tối nay còn nhiều việc quốc gia đại sự phải bàn. Nàng nghĩ trước đi, không cần phải đợi. Chiến Dương giá đáo. Tham kiến Chiến Dương. Bình thân. Chiến Dương, quân hung nô phạm vào biên giới nước ta. Bản Dương biết rồi, ta ắt có cách. Bẩm Chiến Dương, thần cho rằng nên phái binh lính đến đó tiêu diệt ngay. Tô tiên sinh có thể chọn ra tướng tài chứ? Thần đề cử Tiêu Quy. Một thiên phu trưởng liệu có được không? Chiến Dương, Tiêu Quy dụng binh như thần, là người rất thích hợp. Các người thấy sao? Xin Chiến Dương trọng dụng Tiêu Quy. Mọi người đều đồng tình. Được. Tiêu Quy, có thần. Ý người thế nào? Thần quyết bảo vệ biên cương, có chí khí. Nhưng Bản Dương còn có sự lựa chọn tốt hơn. Ngự giá thân chinh. Chiến Dương, không thể được. Trong triều còn nhiều việc cần người xử lý. Việc trong triều Bản Dương có thể sắp xếp được. Thoái triều. Thoái triều. Có phải nhân tài hay không còn phải xem Bản Dương có trọng dụng hay không. Bản Dương không trọng dụng thì chẳng là cái gì cả. Chiến Dương vạn tuế. Chiến Dương vạn tuế. Mau nói đi. Chiến Dương vạn tuế. Đến người ta cũng không làm gì được. Làm sao ta có thể chiếm được trái tim Chiến Dương đây? Nương nương, đây đều là những phụ nữ đảm đang nổi tiếng trong thành Lâm Dương. Các người còn không mau tham kiến nương nương. Nương nương vạn phúc. Mau đứng dậy đi. Ta có chuyện này muốn hỏi mọi người. Nương nương muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Nếu biết chúng tôi sẽ nói. Tôi muốn hỏi mọi người, làm thế nào để chiếm được trái tim của người đàn ông? Lão cha nhà tôi lần đầu tiên gặp tôi liền đến gặp cha tôi xin đính hôn. Mấy chục năm rồi luôn đối xử với tôi rất tốt. Chiếm được trái tim phải làm thế nào tôi cũng không biết. Tôi là quả phụ tái giá. Chồng trước của tôi chẳng mấy tử tế với tôi. Sau khi ông ta chết, chồng tôi bây giờ không nghe lời thị phi, cứ đòi tìm bà Mai đến nhà tôi xin đính hôn. Ban đầu tôi còn chê nhão mấy nghèo rớt mồng tơi, về sau mới phát hiện ông ấy đối với tôi rất tốt. Vậy nên dần dần tôi cũng thích ông ấy. Trong ba người, không có ai mà vốn dĩ người đàn ông của mình không thích mình, sau đó vì một chuyện mà thay đổi tình cảm, trở nên yêu thương mọi người à? Lẽ nào mình phải sống thế này cả đời chứ? Đúng rồi, ngươi nói đi. Tôi còn nhớ có một lần, ông nhà tôi cãi nhau với tôi, một tháng trời chẳng thèm quan tâm tới tôi. Sau đó ngày nào tôi cũng làm món ông ấy thích ăn, dần dần ông ấy mềm lòng. Đúng rồi, tôi nghe người ta nói, muốn chiếm được trái tim của đàn ông thì phải chiếm được cái dạ dày của họ. Đúng, đúng, đúng đó. Lục sĩ, Chiến Dương thích ăn món gì? Cái này không khó, chỉ cần hỏi ngự trù phòng là biết ngay. Người ở đây đợi một lát, ta gọi người ra lấy đồ. Tiền này là nương nương thưởng cho mọi người. Tạ ơn nương nương. Mọi người về đi. Dạ. Thế này là thế nào? Tôi tưởng trong cung này sống trong vinh hoa phú quý mà, không phải à? Xem ra cuộc sống của nương nương chẳng sướng bằng chúng ta đâu. Đúng vậy, đúng thế. Nương nương hỏi chúng ta làm thế nào để chiếm được trái tim của đàn ông. Nếu một người đàn ông thực sự yêu cô ấy thì việc gì phải đi chiếm chứ. Đúng vậy. Đây là nội chuyện hoàng cung đấy, bị người khác nghe được thì nguy. Mau đi thôi. Đi, đi nào. Này, giao thực phẩm cho họ là được rồi. Này, dạ. Nhanh lên, xách thực phẩm đi. Con nói xem, người kia lúc nào cũng đeo mặt nạ. Không liên quan tới người, đừng hỏi nhiều. Người còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh bê đi. Tham kiến Chiến Dương. Nàng đến sao không thông báo gì? Hồng nương. Chiến Dương, đừng trách tổng quản. Là thần thiếp bảo tổng quản làm vậy. Thần thiếp đích thân xuống bếp làm bánh, mời Chiến Dương thưởng thức. Bản Dương tâm trạng không vui, không muốn ăn. Là vì chuyện xuất chinh sao? Quân hung nô bé nhỏ chẳng đáng gì. Chỉ là vì... Cho dù là vì cái gì đi nữa, thần thiếp bạo gan, xin Chiến Dương đồng ý với thần thiếp. Nếu thần thiếp giúp được Chiến Dương, xin Chiến Dương nể mặt thần thiếp ăn thử chút điểm tâm, giúp được Bản Dương giải quyết vấn đề à? Vậy để thần thiếp đoán thử nhé. Chiến Dương đau đầu vì chuyện gì? Đúng rồi, thần thiếp nghe nói Chiến Dương nhiều lần hạ chỉ triệu kiến tiền lão tiên sinh, nhưng giữa đường lại thu chỉ về. Bản Dương xuất chinh cần có người lo chuyện triều chính. Tô Triết là ngoại thần, Bản Dương không thể tin được. Những cựu thần của Trần Triều không biết có thật sự quy thuận không. Người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có mình tiền lão tiên sinh. Nhưng ban đầu Bản Dương cho phép ông ấy về quê dưỡng bệnh. Lòng tốt, lòng xấu đều đã rõ rồi. Tính khí của tiền tiên sinh Bản Dương rất rõ. Nếu chẳng may ông ấy không quay về triều, Bản Dương làm sao ra lệnh giết ông ấy được. Chỉ cần Chiến Dương ra thêm một chiếu chỉ, đổi ba chữ tiền tiên sinh thành á phụ. Á phụ. Tiền lão tiên sinh vẫn vô cùng trung thành với Chiến Dương. Ông ấy tức giận cũng chỉ vì Chiến Dương không nghe lời khuyên của ông ấy, cũng như người lớn giận trẻ con vậy. Nếu đại vương gọi ông ấy là á phụ, thứ nhất, nó gần như là Chiến Dương nhận sai với ông ấy, cũng là cho ông ấy niềm tự hào. Tiền lão tiên sinh là người thông minh, ông ấy chắc chắn sẽ hiểu được tâm ý của Chiến Dương. Thứ hai, đại vương làm vậy thể hiện sự kính lão, người trong thiên hạ sẽ không nói được gì. Diệu Qua, không ngờ nàng có thiên phận như vậy, thật không hổ làm mẫu nghi thiên hạ. Bá Dương, có thể ăn rồi chứ? Được. Người đâu? Nhanh lên. Nhanh lên. Đại ca, nhìn kìa, sắp chuyển xong hết rồi. Đại ca, đủ người rồi. Đây là đất Thục rồi. Chúng ta đến đất Thục rồi. Hay quá. Ta còn tưởng đi mãi không đến nơi cơ, không ngờ lại đến nhanh chóng như vậy. Đại ca, Quynh nhìn xem ai đến kìa. Thiên Nhi. Cha. Thiên Nhi. Cha. Thiên Nhi, con thành danh rồi. Cha cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Cha, đây là... Con thành thân rồi. Giỏi. Giỏi lắm. Ông trời đúng là có mắt. Đại ca, từ đây nhìn bao quát xuống dưới, có vẻ như toàn là đất quan. Xem ra ở đây còn nghèo khó hơn chúng ta tưởng tượng. Ta sớm biết dân cuồng không hề có ý tốt với ta mà. Ta chỉ là một chú thượng ăn mày thôi. Nghèo một chút thì sao chứ, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ khá lên thôi. Xin lỗi, để nàng phải chịu khổ cùng ta rồi. Chúng ta là phu thê, đồng cam cộng khổ là lẽ tất nhiên. Đây là phần lãnh thổ đầu tiên của Hải Thiên ta. Ta thề, tương lai chắc chắn sẽ có phần thứ hai, thứ ba, thậm chí cả thiên hạ. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế.